Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đinh Văn Nơi mai sắc đồ chơi sau vụ bắt Đỗ Hữu Ca. Tướng Nơi sẽ nhắm vào ai đây? Vụ bắt ông Đỗ Hữu Ca là vụ việc gây tiếng vang lớn nhất từ khi ông Đinh Văn Nơi tiếp nhận chiếc ghế giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Việc bắt ông Đỗ Hữu Ca hoàn toàn nhờ vào lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh, lực lượng của đại tá Nguyễn Ngọc Lâm để lại. Nghĩa là ông Đinh Văn Nơi chưa sắp xếp được nhân sự như ý xung quanh ông ta mà vẫn tóm được Đỗ Hữu Ca, chứng tỏ ông Nơi có khả năng chỉ đạo phá án khá tốt. Như tờ Thời báo.de đã ví von rằng nếu ông Đinh Văn Nơi là con cọp dữ thì ông Đỗ Hữu Ca cũng là sư tử già. Bắt Đỗ Hữu Ca hoàn toàn không giống bắt tội phạm hình sự thông thường khác, mà bắt ông Ca đã bắt một quan chức có máu mặt, được nhiều thế lực chính trị đỡ đầu. Việc bắt ông Ca như là việc bứt dây, rất dễ động đến rừng xung quanh ông này. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm gia tăng một phó tướng cho ông Đinh Văn Nơi. Sau khi tóm được ông Đỗ Hữu Ca, ông Tô Lâm đã gia cố thành trì cho ông Đinh Văn Nơi tại Quảng Ninh bằng cách bố trí ông Cổ Quốc Thắng, trung tá, trưởng công an thành phố Cẩm Phả giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Ông Cổ Quốc Thắng cũng đã từng gây tiếng vang bằng cách tóm một nhóm quan chức ăn hối lộ tại thành phố Cẩm Phả vào cuối tháng 9 năm 2022. Vào ngày 8 tháng 3, ông Đinh Văn Nơi đã trao giấy khen và thưởng nóng cho tập thể phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hạ Long khi người này phá án. Đây là cách dùng tiền để khích lệ tướng sĩ nhằm tăng cường nhuệ khí cho lính làm việc hăng lên. Thực ra công an bắt tội phạm là nhiệm vụ mà họ phải làm bởi họ được hưởng lương từ đồng tiền thuế của nhân dân. Tuy nhiên, công an của chế độ này trọng vật chất và hay đùn đẩy trách nhiệm. Ông Đinh Văn Nơi dùng tiền để khích lệ tinh thần, đồng thời dùng kỷ luật để trừng phạt. Theo thông tin từ bên trong cho biết, lính của Đinh Văn Nơi làm việc rất hăng. Tin về Đinh Văn Nơi dùng tiền khích lệ quân sĩ. Như vậy là sau thành tích bắt ông Đỗ Hữu Ca, ông Đinh Văn Nơi được ông Tô Lâm tăng cường người phụ tá, và chính ông Nơi cũng tăng cường khích lệ ý chí cho quân lính của mình. Chỉ có thể chuẩn bị làm những vụ án khó thì Đinh Văn Nơi mới tăng cường sức mạnh nhanh đến như vậy. Rất có thể những vụ án sau này sẽ khó hơn cả vụ án bắt Đỗ Hữu Ca. Ông Đinh Văn Nơi là tướng trẻ, năng lượng dồi dào và có kinh nghiệm đánh án. Trong thời buổi tướng công an sợ động chạm tràn lan trong ngành thì có một ông Đinh Văn Nơi là thanh kiếm quý. Đất Quảng Ninh là đất khó cho các lãnh đạo ngành công an tỉnh, bởi bắt những con người có dây mờ dễ má với quan chức cấp tỉnh đã khó, giờ còn đặt nhiệm vụ bắt những người có thế lực tận trung ương đỡ đầu lại càng khó hơn. Vụ tóm Đỗ Hữu Ca chỉ là bề nổi, còn lại nhân vật lớn nào đang chống lưng cho Đỗ Hữu Ca, ắt ông Tô Lâm cũng đã biết. Ông Đinh Văn Nơi cũng biết như vậy. Tuy nhiên, bắt được hay không là vấn đề khác, không phải ngẫu nhiên mà thế lực đen dám đưa ông Đỗ Hữu Ca cầm đến 35 tỷ đồng để chạy án. Một số tiền lớn như vậy không phải ai hối lộ cho một quan chức đã về hưu trong tay không còn quyền lực chính trị như ông Đỗ Hữu Ca nữa, mà phía sau phải có những kẻ chống lưng. Theo thông tin nhận được thì 35 tỷ đồng mà phía hối lộ đưa cho Đỗ Hữu Ca được giải từ trung ương xuống dưới. Tuy nhiên khi thấy động không thể chạy trọt được nên họ không nhận và tiền bị kẹt trong túi ông Đỗ Hữu Ca, chứ chưa chắc gì ông Đỗ Hữu Ca đã dám quỵt tiền. Đây là hình ảnh liệu sau lưng ông Đỗ Hữu Ca còn có ai nữa. Ông Đỗ Hữu Ca được giới làm ăn đánh giá là cáo già. Ông thả ăn hối lợi nhiều lần để nuôi mối làm ăn còn hơn là quỵt tiền để giới này thuê đầu gấu xét xử. Và rất nhiều khả năng ông Đinh Văn Nơi đang mở rộng thêm vụ án này. Việc Tô Lâm gia tăng thêm phó tướng cho Đinh Văn Nơi và Đinh Văn Nơi dùng tiền bơm sức mạnh chiến đấu cho quân lính của ông ta là dấu hiệu chuẩn bị làm ăn lớn. Còn nhắm vào ai thì chưa rõ. Đợi sự việc xảy ra rồi mọi người sẽ được công bố, và cũng không loại trừ liên minh Tô Lâm Đinh Văn Nơi không làm được gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Đinh Văn Nơi mai sắc đồ chơi sau vụ bắt Đỗ Hữu Ca, tướng Nơi sẽ nhắm vào ai đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sư doanh nhân Thích Trúc Thái Minh, người từng phá rừng và ôm tiền bỏ chạy, được lên chức. Ông Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng, từng nổi tiếng với những hoạt động mê tín dị đoan như trục vòng, cúng giải hạn, vân vân, đã từng bị xã hội phản ứng, nay lại được nhận chức vụ mới trong Giáo hội Việt Nam. Vào ngày 9 tháng 3, truyền thông nhà nước cho biết ông Thích Trúc Thái Minh, đại đức, trụ trì Chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, đã được bổ nhiệm làm Phó ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Được biết, vào tháng 7 năm 2019, sau khi các cơ quan báo chí phản ánh về việc cúng oan gia trái chủ tại Chùa Ba Vàng, ông Thích Trúc Thái Minh đã bị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cách chức hàng loạt, bao gồm Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh. Đây là hình ảnh ông Thích Trúc Thái Minh phá rừng để xây chùa, sau đó ôm tiền bỏ chạy. Vào ngày 10 tháng 7 năm 2022, tức ngày 7 tháng 8 năm nhâm dần, ông Thích Trúc Thái Minh cho tổ chức lễ Vu Lan tại Chùa Ba Vàng với khoảng 10.000 người tham dự. Trong buổi lễ, ông Thích Trúc Thái Minh đã tổ chức cho Phật tử dâng tiền cúng dường, rồi ông dùng tay vơ và hốt số tiền đó. Hành động này của ông đã bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. Xa nữa, vào năm 2016, ông Thích Trúc Thái Minh đã cho triển khai dự án khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm, Quảng Nam, hay còn gọi là Chùa Ba Vàng ở Quảng Nam, huyện Phú Ninh. Dự án sẽ được triển khai trên diện tích 200 ha nằm trong khu rừng đất phòng hộ với tổng kinh phí lên tới 1.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công. Được biết, phần đất mà chủ đầu tư làm lễ động thổ và toàn bộ diện tích dự kiến xây chùa là đất rừng phòng hộ, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng từ rừng phòng hộ sang xây cất dựng chùa chiền. Nhưng Chùa Ba Vàng vẫn cho tổ chức lễ khởi công hoành tráng. Ngày làm lễ khởi công, ông Thích Trúc Thái Minh cho đặt các hòm để gom tiền các mạnh thường quân, quyên góp rồi biệt tăm luôn. Đây là hình ảnh vào năm 2019, ông Thích Trúc Thái Minh đã bị cắt hết các chức vụ trong giáo hội. Việc ông Thích Trúc Thái Minh cho phá rừng phòng hộ mà chính quyền tỉnh Quảng Nam không làm gì được, được cho là có bàn tay can thiệp của ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng khi đó. Ngoài ra, lý do ông Thích Trúc Thái Minh sau khi gom tiền đã không tiếp tục xây chùa được giải thích là ông gom tiền không đủ nên không xây, bởi tiền xây chùa lại được lấy từ tiền bá tánh, chứ ông sư này không muốn bỏ tiền túi ra. Điều đáng nói là ông Thích Trúc Thái Minh ôm tiền bỏ chạy, nhưng chính quyền không hề đả động gì đến hành động này. Ông Thích Trúc Thái Minh kiếm tiền rất giỏi. Ông gom được tiền của bá tánh xây nên Chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh có kinh phí lên tới 500 tỷ đồng. Một số người cho rằng ông này trông giống như một doanh nhân hơn là một vị thầy tu đúng nghĩa. Không biết ông đã dùng lời lẽ gì để mê hoặc Phật tử mà họ mang tiền đến cúng cho ông rất nhiều. Có những hành động kiếm tiền kín đáo và cũng có những hành động kiếm tiền lộ liễu bằng hình thức hành nghề mê tín dị đoan công khai. Đại đức là cấp bậc thấp nhất trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng ông Thích Trúc Thái Minh đã nắm những chức vụ lớn trong giáo hội. Đã 5 lần 7 lượt ông này bị cách chức, nhưng rồi khi dư luận lắng xuống, ông này lại được hồi chức. Đây là hình ảnh ông Thích Trúc Thái Minh đã được lên chức. Phật giáo vốn là một tôn giáo hướng thiện. Nếu để cho Phật giáo phát triển một cách tự nhiên mà không bị chính trị hóa thì đất nước rất bình yên. Đất nước Bhutan là quốc gia nghèo, tuy nhiên xã hội nước này rất bình yên và con người đối xử với nhau cũng rất tình người. Họ có được như vậy là nhờ Phật giáo. Tuy nhiên tại Việt Nam, khi mà các ông đảng viên được bố trí làm sư để dẫn dắt xã hội thì đất này không còn bình yên nữa. Mà đâu đâu cũng có những con người đầy dẫy, tham, sân, si. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Sư doanh nhân Thích Trúc Thái Minh, người từng phá rừng ôm tiền bỏ chạy, lại được lên chức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de